Đây ông ngoại ơi, Bella đang bơi ở Mandalay Bay Pool nè, Mandalay Casino Hotel Resort. See? Mandalay Bay. Và đây là Bella. Bella bơi đá chưa? Hôm nay bơi đá chưa? Đó. Bơi đá luôn rồi đó. Mai bơi lần nữa rồi đi về không? Mai bơi lần nữa rồi đi về không? I'm okay without swimming. But Bella, we paid thousands of dollars. Mình trả tiền cả bạc ngàn, mình không bơi có 2 lần đâu được. Mày bơi tối thiểu là 5 lần chứ. Mình đã bơi 2 lần rồi mà. Thì đó, 2 lần mà thêm 2 ngàn đâu được. Mỗi một cái bơi là 1.000 đồng hả? Đâu được đâu. Hả Bella? Mỗi một cái bơi có 1.000 đồng à? Ok. Đấy cũng được đi. Chỉ có mình Bella với ba Cường ở đây là người Việt với là người Á Đông thôi. Ngoài ra Mỹ trắng không. Có một cô người cứu hộ là người Á Đông nhưng mà không biết cô người gì, nhìn có vẻ giống như người Phi á. Cô này nè. Cô này là người Á Đông nè. Đó cô này nè. Cô đang cái cô lai xoạt hả? Đi lên chưa Bella? Lên chưa? Let's walk over there, Bella. Over there. Okay, over there. The step here. Walk up easier, con. Take a step here. Thung lũng, thung lũng.